Hello, xin chào mọi người, hãy đăng ký kênh HNT Channel và nhớ mở thông báo kênh lên hình cái chuông này, và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ với HNT nha mọi người. Đây, hôm nay HNT làm về một cái tựa game khá là quen thuộc đối với mọi người, đó chính là Thành Phố Rồng. Đây, như các bạn đang trông thấy thì chúng ta đang chiến đấu với một con rồng được đặt tên là Đích Lép Xẹp. Không biết mình thấy cái đít nó bự vậy mà tại sao gọi nó là đít lép. Tấn công, hoàng tử băng giá sẽ cho các bạn thấy được sức mạnh. Oh my god, nó mạnh quá. Vậy là nó mạnh quá các bạn à. Ai, HNT sẽ mang lợ nước tình yêu của mình ra. Mình được đàm. Mà con này nó mạnh quá, chúng ta phải nhường nhịn nó xíu đi. Mình sẽ lấy hoàng tử băng giá ra, gẹo nó trước một ít máu nè. Còn lại 6.673 giọt. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của lọ nước tình yêu thả thính nào. 7.000 thả thính thành công. Wow, chúng ta lại bị cái con Siri siêu anh hùng có khả năng phát ánh sáng ra từ ngực các bạn à. Wow, một chiến thắng nhẹ nhàng đã thuộc về cho HNT. Trận tiếp theo thì mình sẽ đổi nha, mình sẽ không mang Ruby mà mình sẽ mang kinh công siêu khỉ. Wow, team bạn có 3 con Heroic các bạn ơi. Có cái con này là con này mình rất là khoái luôn nè. Mà mình chưa có tiền cho nó ăn, mới cho lên level 20 thôi. Đây, hãy xem sức mạnh của hoàng tử nào. U la la, cho một phát nữa luôn. Hiện tại tên bạn còn 3.624. Và bây giờ tình yêu của chúng ta, lọ nước tình yêu. Đây, tuyệt chiêu khi lên level 15 các bạn mới có được, đó chính là lốc xoáy. Thiếu chút xíu mà, chỉ có một chút xíu thôi. Điều anh mong muốn nó không đến. Đây, và bây giờ kinh công không biết đủ khả năng để cân cả hai con Heroic khá mạnh này không. Wow, chưa đủ, tên bạn chưa đủ tuổi để quýnh mình. Hình như là cái con này nó được down với kinh công thì phải. Anh nhớ không lầm là vậy. Horacio lên đơn, pha dứt điểm quá đẹp mắt, thuộc về cho hoàng tử băng giá. Nó đánh thường được 15.000. Vô kinh công của mình level 40 rồi các bạn à. Ôi đạo 29.000. Gắt thế. Yeah, quá tuyệt vời các bạn à. Chúng ta vừa có một pha dứt điểm cực kỳ thành công đến từ con kinh công. Hay quá man, không có con kinh công không biết làm sao sống sót nổi với tên bạn. Pha xử lý vừa rồi quá gắt. Và đây, HNT sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Lần này thì chúng ta sẽ đấu với siêu trâu mập. Đó, mang con siêu trâu này đi cho các bạn xem. Đầu tiên thì HNT đang được đam, cho nên mình sẽ tận dụng cái lợi thế này. Việt Nam. Cậu này không biết người Việt Nam hay người nước ngoài, nhưng mà mình thấy đặt cái tên này khó phân biệt quá. Và đây, ô, lọ nước tình yêu của chúng ta vừa thả thính, nhưng mà dường như là tên bạn không có đớp thính của mình. Mình thả mà nó không chịu đớp men. Cái này hơi gắt với mình đây. À, và bây giờ thì hãy xem siêu trâu mập à, quan trọng, thời khắc quan trọng đã đến. 41k, một pha đáp trả đến từ tem bạn 25, dường như là không thấm đối với mình. Không thấm mà thấy thốn thôi chứ chưa thấm. Yeah, bây giờ ở sau ba con này đều đặt một tên vậy ta, hình như là auto tên hay sao ấy.
quà. Victory đến từ siêu trâu mập. Con trâu là một trong những con dragon mà ngầu nhất luôn của HNT đấy. Đây, chúng ta vừa có một cái kết quả khá là đẹp luôn. Nhận hàng. Đây là cái event. Event này nó còn có khoảng 2 ngày nữa là hết event rồi. Hai anh ta ghẹo ghẹo cái event này cho vui coi. 2, 3. Qua luôn. Rồi. Thôi ghẹo vài cái cho vui thôi. Đây, như các bạn đã biết đó thì chúng ta sẽ cùng nhau hôm nay HNT đã trở lại với một cái gọi là nhan sắc hay là cái nhung nhan mới. Không biết có mới không, nhưng mà các bạn thấy rồi HNT năm nay 2019 có khác năm rồi hay không. Đây, chúng ta đầu tiên bây giờ mình sẽ vào cái khu vực mà người ta gọi là West để chiến đấu nha. Nó năm nay có khác năm xưa. Wow. Ở đâu rồi cái con heroic của mình? Đây rồi. Phát tài, phát lộc. Mong rằng năm nay nó sẽ phát hơn năm rồi. Wow, siêu anh hùng vừa tung một cái luồng khí ánh sáng. Hãy xem chúng ta cho tài lộc lên à. Đó. Lên nóc nhà luôn. Roni. Wow, con này nó mang giống như là nó mang chiếc lá cờ của cái nước nào đấy. Dứt điểm luôn. Trời ơi, Việt Nam mạnh quá man. Chulet. Một mình con gọi là phát tài phát lộc của mình cưng cả thế giới luôn các bạn à. Quá tuyệt vời. Đây, giờ chúng ta sẽ bật luôn cái khiên này. Xem hôm nay sự hậu báo của HNT sẽ như thế nào đây. Wow, hiện tại là HNT đang chơi ở khu vực mà người ta gọi là Arena 40. Ồ, sao tem này mạnh thế. HNT nhìn cái tem này nó hơi bị gắt luôn ấy. Trời ơi, 40. Mình nhớ không lầm là cái chiêu này nó được down với cái con này. Ta lục lại ký ức coi có con nào mà có cái chiêu đó không. À. Có một con. Đây là cái đội hình khắc chế được tem bạn. Nhưng mà dam của mình so với tem bạn thì không bằng. Nó level 40 lần cơ bạn ơi. Nó đam chắc mình tắt cái mà thở thôi, nhịn nó đi. 35, 32. Cái này chắc là phải chơi thôi. Chơi luôn, hết cách rồi. Và đây các bạn hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau thử. Ây da, ui cha. Ôi ui, không. Cái này của mình vẫn được đam. Nhưng mà nó quýnh một cái nữa thì mình không biết là mình còn sống để gọi là chiến đấu hay không. Chơi hết mình luôn. Trâu lửa si tín dâu. 17.000 là lượng sát thương đến từ trâu lửa. Wow, đi lui về. À, ẩn thân chi thực liền các bạn à. Chúng ta vừa có một pha xử lý rất là đẹp mắt luôn. Lưỡi dao phán xét. Con này có một cái lưỡi dao rất là đẹp luôn. Đây, nhưng mà chúng ta vẫn được down với Hollywood. Cùng nhau chiêm ngưỡng sức mạnh đến từ Hollywood nào. Đẩy cho nó về thành dưỡng sức luôn. Quá tuyệt vời. Wow. Con này quýnh mình có 9.000 mấy thôi. Ôi rồi ôi. Con này còn 8.000 hả? À, cho con này lên chữ được không? À, nhưng mà cái con này thì nó level 27 nhưng mà nó không có chiêu nào được đam hết.
Thôi kêu nó bèo không mừng các bạn ơi. Nó quýnh con này chắc không được 8.000 quá. Mình đành phải gọi là lấy Haliwe hốt luôn thôi. Victory. Và các bạn xem video đừng quên cho hai tay một like nha. Một like. Ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với. Đây, chúng ta bây giờ sẽ đi mở cái rương này. Bốn mươi, ba sáu, hai mươi lăm. Wow, sao đội hình tên bạn giống mình thế? Khá là giống đấy. Mình hơn chữ. Chơi thử luôn xem sao. Trận này cũng hơi gắt nhưng mà đấu rồi mới biết. Ê da, lửa dao. Công nhận là gắt thiệt các bạn ơi. Một phát của nó đam tắt thở cái con Citin của mình luôn. Một sát luôn, level 40 hả? Một khi là Haliwe được đam rồi thì đừng hỏi. Đây, thần long Citin tái sức. Mang sức mạnh của một con rồng thì không có cái gì có thể cản chân anh ấy được. Ô, 30.000 luôn thôi nhịn. Cái này còn nó cản mình thiệt rồi các bạn ơi. Nó quất một phát 30.000 làm sao mà chịu nổi đây. Gắt quá. 23.000. Ôi. Điều anh không muốn nay cũng đã đến. Vào một đêm lặng thinh chính em cũng đã nói. Đau lòng quá đi. Gắt thiệt, công nhận tem bạn mạnh kinh khủng luôn ấy. Chúng ta không cầm cự nổi với tem bạn luôn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ thử đi chiến đấu với những à đúng rồi, HNT nhớ không lầm là đang có cái van đây. Mà sơ thu vàng mà nó không cho điểm ta. 700 rồi, hèn gì. 700 là max điểm rồi cho nên nó không cho mình nữa. Lụm hàng. Đây, mình sẽ cố gắng đem game này về để làm video cho mọi người xem. Ôi, thiếu rồi. Rồi, chúng ta hiện tại đó là đã full cái rồi. Bây giờ mình đi kiếm thêm dragon, mình thả vào, mình up. Để mai mình làm video cho các bạn xem cho vui. Con này có chưa ta? Con này đi. Ôi, con này cấp C hả? Nhưng mà mình không biết nó là con gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đấu với những thành viên kênh HNT Channel nha mọi người. Để xem những thành viên của chúng ta có bạn nào có sự thay đổi gì không. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Và anh em có chơi cái game này có thể kết bạn với HNT qua Facebook nha. Đường link HNT để bên dưới phần hiển thị video. Tên của bạn sẽ được hiển thị trong đây. Và anh em chúng ta có thể đấu hoặc là cọ sát với nhau cho vui. Mông mơ tát mà. Ồ, cậu này quýnh ăn anh 9 trận. Ba thay hả? Rồi, 9 trận luôn. Được, anh sẽ hốt cái cậu này. Lý do đó chính là cậu ấy đã hốt anh 9 trận win. Đánh với HNT mà 9 trận win là không phải dạng vừa đâu. Dạng này cũng là hàng gọi là hơi khủng khủng rồi đấy. Mình đem đội hình này không biết đánh nổi hay không. À, chúng ta sẽ đem cái con ấy đi. Đây, chiến binh đem. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Chúng ta đang đấu với một cái thành viên tên là Thầy Ba. Wow, cậu này chỉ có một con thôi. Vậy thì mình cũng nên chơi công bằng với chú ấy chứ hả. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái con gọi là phát tài phát lộc chiến đấu với một cái con dragon của anh bạn này. 13.000, hai con đang cố gắng nhây với nhau và dường như mình cảm nhận được là máu của mình thua tên bạn chút xíu. 9.700. 12.000.
sao càng đánh thì lượng máu của tem bạn nó càng xa vời với mình vậy? Dường như mình đánh không nổi rồi các bạn ơi, con này sao nó mạnh quá. Mình nhanh phát nữa là nó gõ mình banh xác luôn nè. Trời, hết mình luôn. 6 này dính nó còn được 7.3. Mà rỡ người lại chúng ta tắt ra mà thở rồi. Châu kinh công rồi dẹp lộn liền. Kinh công nói đó là ai mà ăn hiếp đó là giải quyết liền và ngay lập tức luôn các bạn à. Victory. Wow. Vậy chúng ta thử với một thành viên nữa nha. Và thành viên tiếp theo HNT sẽ đấu sẽ là ai đây? Phải kiếm các bạn nào mà hổ báo xíu mới được. Hà Phương Nguyễn, level 60 và đấu với HNT 2 trận ăn 2 trận thua, coi như là hòa. Được, như vậy cái đội hình này cũng rất là khá. Và HNT sẽ cho các bạn xem. Đây, phát tài, phát lộc. Năm nay mong rằng mọi người ai cũng sẽ phát, gọi là phát lên nóc nhà hết luôn. Tiền vào đầy tủ. Wow, đội hình này khá là ngon đây. Để hai anh ta canh me coi. Nếu như mà tính theo cái đội hình này thì chúng ta sẽ nhờ đến Vua Kinh Công 30k chuẩn men. Này, mình sẽ cho cái con phát tài phát lộc của mình ra cho nó phát cho các bạn xem. Bảy sắc cầu vồng vừa được thi triển. Như Lai thần trưởng các bạn à. Đây là một cái tuyệt kỹ đã được thất truyền từ lâu đến từ Satan. Khá là mạnh đây. Mình đánh thì mình sợ đam cao quá nó chết. Mình nghĩ là hoàng tử băng giá chắc nó đam cũng vừa vừa thôi hả các bạn. Không mà sắc nó chết. Chúng ta nên quýnh nương tài xíu. Thấy chỗ 25.000. Đây chúng ta sẽ Ê quên nhột. Các em ta định đó là giảm đam, giảm máu nó xuống chút xíu. Mình sẽ cho con phát tài hôm nay ra nó hốt tiền về. Nhưng mà ai ngờ người tính không bằng trời tính. Đây, hãy xem kinh công của mình. Lên nút nha. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái con gọi là thần tài này ra. Dứt điểm, quá tuyệt vời. Wow. Và các bạn à, đừng quên bấm đăng ký kênh và mở thông báo kênh HNT Channel lên nha. Wow. Mở cái thông báo hình cái chuông ấy. Và đừng quên cho HNT một like khi xem video nha. Và hãy chia sẻ video qua Facebook để ủng hộ cho mình với. Còn ai chưa kết bạn với Facebook của mình thì hãy kết bạn liền và ngay lập tức nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.